Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình đến nhà của em Hàn để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn ha một lô mai tàn chơi Tết nha quý vị. Rồi, anh chào em. Dạ anh Tuấn. Dạ chào cô chú anh chị trong đang xem kênh Quê Dừa. Rồi, mình giới thiệu lại địa chỉ mình ở đây. Dạ em ở đây là em ở chợ Tân Hào. Gần chợ Tân Hào. Dạ ở đây rồi, thì số 7 đâu em? Em còn 3 cây mai lớn. À, mai lớn. Ba cây mai lớn này thì đây mã số 7 ha. Dạ. Để mình đi ra ngoài đây cái những cái gì góc em nói nè. Đây cây mai lớn, cây này là mã số 7 nha. Rồi chiều cao em nó khoảng bao nhiêu đây em? Chiều cao này khoảng 3,5 m. Chiều ngang thì 3,2 m. Rồi cao 3,5 m, ngang 3,2 m. Rồi mình cắt từ đỉnh xuống nha quý vị. Đi xem đỉnh em nó nha. Rồi đỉnh đó nè. Rồi cái này thì bao nút nụ quý vị, tròn to nha. Đó, một cốt thẳng nha, tay cành đặt kẹo. Nút nụ thì tròn do nè. Đó, đặt cây hết nha. Rồi dàn xương. Xương khích rệt luôn. Bao khích luôn. À, thoát thân em cho anh cái thoát thân nhắn lên đây bên ở phía dưới đây nè. Nhiêu em? Dạ 64. 64. Tay cành thì khích rịch rồi ha. Thoát thân 64 mình vô cái hoành luôn ha. Rồi vô cái hoành em nói luôn. Rồi đây cái cổ tải xuống 49 ha. Rồi né ra anh đi vòng này có đế nha quý vị, em không có làm sâu cây này nè. Muối đế có nè, muối rễ có hết mà em không có làm xuống nữa. Rễ chỗ nào cũng có hết trơn. Có nè đây rễ, đây rễ, đây rễ, đây rễ, đây đây cũng có nè rễ. Hồi nãy em ủ con vừa giữ ẩm đâu thấy rễ đâu. Dạ giờ bươi ra thấy mặt nào cũng có, mặt nào cũng có rễ hết trơn á. Đây là bên đây mặt mới giữ nè. Nè, rễ này có hết nè. Chỗ này cũng rễ. Đây cũng đặt hết trơn. Rễ đặt hết. Có hết trơn nè, ủ ẩm. Rồi cây này vô lưu nhiêu đây em? Đây cây này em vô lưu 50 triệu ạ. Nhiêu em? 50 triệu. Rồi 50 triệu. Này em bao ship 200 km. Rồi. Đây cành quýt ha. Em đặt kẹo luôn. Rồi mình qua cây mã số tiếp theo là số 8 phải không em? Dạ, cây số 8 ở đây. 8 đây quý vị. 8 nè. Này luôn hả? Đây. Rồi, mất siêu tiêu phẩm rồi. Của em nha. Mất tiêu hàng rồi quý vị ơi. Đây cái tàn đó nè. Tàn này cao mà rộng nữa nè, này cao khoảng mấy mét em? Dạ khoảng 4 mét anh Tuấn. Rồi 4 mét ha. 4 mét có hơn. Để mình đi vô đây mình kéo ra cho quý vị xem chứ. Hết không? Đó. Rồi. Tàn đẹp quá. Rồi quý vị xem một cốt luôn ha, tay cành. Quý vị xem ngắm kỹ nha, nút nụ thì tròn do bự nhiều lắm nha quý vị. Khổ quay nút nụ nha. Mình báo có sao mình báo y vậy quý vị, nút nụ to nhiều. Quý vị an tâm về nút nụ đó nha. Cái này thì em bứng bầu để tàn bầu chất lượng để chơi Tết luôn. Tay cành đặt kẹo ha. Hết sức tay cành ha. Liên vòng tay cành bên dưới đây em cho anh cái thoát thân hướng trong đây em. Dạ tới câu rễ nhiêu? Thoát thân 15. Tay cành ha, quá quýt luôn. Để anh liên vòng đoạn tay cành nha quý vị. Đó vậy, ta cần đặt hết trơn đi ha. Tứ diện luôn. Đó, có ta cần đẹp nên đi vòng vòng đi hoài luôn. Đi hồi mình chóng mặt luôn á. Rồi, mình vô cái hoành luôn ha em. Dạ. Hoành này thì do có chữ A nên em đo nhiều vị trí cho quý vị coi nha.
Rồi. Vị trí em đặt thước là 56 hoành. Rồi, cái đó 56. Em đo xích xuống một chút xíu nữa nha. Đó này đo cục. Em cứ đo sát giúp anh xíu này đo cái cậu rễ nha. Dạ. Rồi, đo cái cậu rễ là 68 đi ha. Dạ. Rồi, để em đo cái cốt chữ A của em nha. Mày nó nở phè quá, phè luôn nè. Cái cốt. Đây, để đo, hơi đo xuống tới đây. Nếu mình chỉnh phải đo xuống tới đây. Đây đi. À, rồi, anh giữ đây nha. Nè. Đó. Rồi, này là như là đo sát vô là 100. Để thước ngay đó nha, để thước, dạ. Mình di chuyển thước nha. Vậy là 100 đó quý vị. Đó, cái độ phè nó hết cái phè ha, quý vị xem đế luôn ha. Đó. Để đặt hết trơn ha. Rồi, rút thước. Để giữ ha, cái này mà nữa mình trồng mà nó sung lên mình khai thác xuống chừng xíu nữa ha. Để nó thấy bộ đế chắc khủng lắm ha. Chung quy là với em thì lần đầu tiên em bứng được có đế được vậy. Nay qua bển em ngồi ở để anh so sánh nó với em coi. Em thì xấu hơn, ngon cây đẹp quá em không có dám lú vô được. Đâu em. Cướp hà cái này. Rồi, giao lưu mình giá sao em? Dạ, cây này thì em xin phép giao lưu là 120 triệu ạ. Em bao ship. Rồi, bao ship 300 km luôn. Rồi, 300 km luôn. Đi bằng xe cẩu. Được cây đế whip, tay cành whip luôn. Rồi, mình chuẩn bị qua cây tiếp theo ha, này là số 8 ha. 8 cây mây whip. Rồi, số 9 ở đây. 9 này cao dữ nha. Dạ, cây số 9 này cao cả 4,5 m mà. Quá cao luôn nè. Rồi, ngang khoảng mấy mét ha Hằng? Cây này ngang khoảng 3 m anh Tuấn. Rồi, ngang 3 m. Cây này thì cốt đế cũng dữ dằn luôn á. Rồi. Cho anh thoát thân luôn đi hả? Dạ. Thân nhánh đây. Bên đây. Ừ. Dạ 70. Rồi, thân 70. Rồi, mình tính từ thoát thân lên quay tay cành cho quý vị xem phần tay cành từ thoát thân lên nhé. Đây đi. Đó. Sàn qua đây cái quý vị ơi. Lên được tới cái đỉnh cho quý vị xem ha. À. Cây này thì nút nụ rất là tròn nha quý vị. Và cũng nhiều nha. Rồi quý vị xem tay cành lại ha. Rồi chuẩn bị mình xuống cái bộ gốc của nó ha. Rồi chuẩn bị cho anh cái hoành luôn ha. Dạ. Vậy vị trí này 56, tính 55. Vị trí trên eo. Rồi ngày đó là 56, tính 55. Rồi. Dạ, em xuống chút xíu nữa nha. Xuống đó là xuống cái cũ rồi. Cái cũ luôn rồi hả? Cũ 68 rồi. 68 rồi. 68. Tính hoành trên nha quý vị. Rồi, né đi giúp anh ha. Cây này thì là đế sổ. Để giáp dòng có đủ ha. Đế thì... Đó. Cái gì xem đi. Đặt hết trơn đây. Quá sao nè, con đứa cũng lực quá nè ha. Rồi. Con giáp ha, dòng ha quý vị. Rồi cái này giao lưu nhiêu đi em? Dạ cái này em giao lưu 70 triệu, em bao ship 200 km. 70 triệu, bao ship cho vị 200 km luôn. Rồi, cái này cũng là cây cuối của đếp rồi quý vị. Còn không em? Dạ hết. Hết rồi ha. Dạ. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi ha. Thì trong quá trình xem quý vị thích cái nào thì cứ mạnh dạn alo em Hằng nha quý vị. À, đặc biệt là cái mã số số 8. Số 8 đây ha. Rồi quý vị xem nếu chưa bấm đăng ký, ủng hộ kênh giúp mình nha quý vị. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị mình vào cái video tiếp theo.